Sáng mới mở mắt ra là bị bà nội bà chửi rồi. Mày đặt cái quần què gì mày đặt hoài vậy? Mày đặt cho đã vô rồi mày đi giặt quần què ai mà giờ này mày mới về? Gọi cái điện thoại của mày đâu mà người ta điện mày mày không bắt máy? Thì nãy giờ người ta kiếm mày tao tưởng đâu là người ta đòi nợ mày không đó. Người ta hỏi thằng Lê Quắc là thằng nào? Thiếu điều mà người ta muốn ăn thịt ăn cá tao luôn á. Mày ăn rồi mày báo không à, mày không biết làm cái gì hết trơn á. U là trời, ông nội shipper đó ông cũng ác nữa. Không điện thoại được tôi thì để cục hàng trước cửa nhà tôi đi. Có đâu mà đi vô kiếm bả làm chi cho bả chửi tôi gì đó. U là trời, đặt có một bịch chè dưỡng nhan mà bả chửi cỡ đó đó. Bà nội tôi bả đâu có biết tôi là hèm cái chè dưỡng nhan này đâu. Bả cũng đâu có biết là tôi trông chờ bao nhiêu ngày mới được bịch chè dưỡng nhan này. Mà tôi nghe nói chè dưỡng nhan bên anh hiện nhan có gì hot mà người ta bu gần gần vậy không biết nữa. Tôi thấy người ta ăn chè dưỡng nhan bên anh hiện nhan có 14 vị cho nên tôi đặt chè dưỡng nhan về tôi ăn thử coi nó ngon cỡ nào. Mà tôi cũng nghe nói chè dưỡng nhan này ăn cũng làm đẹp nữa nè. Tôi nhảy lên bà Google tôi hỏi: "Bà Google ơi, chè dưỡng nhan này ăn có công dụng gì?" Bà nói công dụng chè từ dược liệu dưỡng nhan, giảm hâm, giảm nám, giảm mụn, mờ tàn nhang làm chậm quá trình lão hóa. Có nhiều công dụng lắm. Tôi tin bà một lần này đó. Chứ tôi nghe người ta nói giống y gan bà nói vậy đó. Bây giờ nép bà Google qua một bên nè. Ngâm thiết yếu bồ mễ đào lại, ngâm trong 12 tiếng. Nhà của ai có điều kiện thì xài nước khoáng với nước công tên đi. Còn nhà tôi không có nước khoáng với nước công tên, cho nên á là nhà tôi mới xài nước dừa. Rồi bắt cái nồi lên rồi bỏ nước dừa vô. Nấu nước cho sôi rồi bỏ lá dứa vô nè. Nhà mình có lá dứa thì mình bỏ lá dứa vô cho nhiều cho nó thơm. Sau khi lá dứa nó tan rồi thì mình lấy lá dứa ra. Hạt sen mình nấu trước cho nó mềm. Sau đó mình để đông trùng, nấm tiết, táo đỏ, táo lát, long nhãn, kỳ tử. Mọi người thấy cái dừa đó không? Cái dừa đó là của bà nội mình đó. Thì nãy ăn cắp ba trái dừa của bà nội đó. Rồi sắc sợi bỏ vô luôn. Rồi mình nấu đến tầm 15 phút. Sau khi 15 phút thì cho đường phèn vô và tất cả nguyên liệu còn lại trừ hoa mộc với hạt chia. Sau khi tắt bếp, hoa mộc với hạt chia hả để vô. Chứ mà để vô sớm thì một hồi hết nó như một nồi tắm cắm heo luôn đó mấy cha. Có ai chưa biết đặt chè dưỡng nhan ở đâu? Nhìn qua góc màn hình bên trái, thấy cái tên Lê Quắc của tôi không? Tôi có liên kết cái giỏ TikTok shop ở trên cái tên của tôi đó. Nãy vô em nói là mua liền. Sau khi mà nấu xong thì để vô trong tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng gì đó mình lấy ra mình ăn. Mình ăn cái muỗng đầu tiên vô á là mình thấy nó ngọt thanh mà nó hanh dịu, là mình cảm giác ha muốn mút vô miệng liên tục luôn á. Đúng như người ta đồn rất là ngon luôn. Đang ăn ở đằng trước, bà nội tôi ở đằng sau có kiếm mấy trái dừa. Bà nói bà nội cha nó hằng này nó lấy nữa chứ không ai hết trơn á. Mày ăn xong đi rồi mày thấy bà nội mày với tao. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, cha tôi, trời ơi.